Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ dịch vụ mà các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng của em dự án mới của chủ đầu tư gửi bán là 3 căn ở Hà, vị trí là thuộc Hà Cầu. Cụ thể là phố Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái diện tích và thông số của cái vị trí 3 căn này như sau. Diện tích là từ 36m² trở lên, xây dựng và thiết kế là 4 tầng và giá chào bán chỉ từ 2,8 tỷ đồng thôi. 3 căn này thì đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy phép hợp lệ, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng có nhu cầu. Ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô đi lại khoảng tầm 150m. Từ vị trí căn nhà này ra cái trục đường chính Quang Trung của Hà Đông thì nó rơi vào khoảng tầm 200 mét thôi mọi người ạ. Rất là gần trung tâm, gần chợ. Từ vị trí căn nhà này cách chợ Hà Đông khoảng tầm 500 mét, cách cầu Trắng Hà Đông khoảng tầm 1 km, cách bệnh viện đa khoa Hà Đông rơi khoảng tầm 400 mét thôi mọi người nhá. Rất là gần. Sau đây em Ánh xin giới thiệu với mọi người một trong ba căn đó. Thì với cái diện tích của cái căn nhà này là 40m² và giá chào bán là 2 tỷ 950 triệu đồng. Xin mọi người vào hướng ở phía căn nhà cùng em nhé. Đây chính là mặt tiền của cái ngôi nhà này, thì là 4,1m mọi người ạ. Diện tích là 40m. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế 100% là cửa gỗ. Đây mọi người nhé, cửa gỗ cao cấp luôn, cô linh cao cấp. Mà mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này đã hoàn thiện xong hết 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Mọi về vấn đề điện, nước, trần thạch cao, tất cả mọi thứ đều đã hoàn thiện xong xuôi và hoàn chỉnh rồi. Chỉ việc xách vali về và ở thôi mọi người ạ. Cái hướng nhà thì là hướng Tây Bắc mọi người nhé. Rất là gần với lại vị trí trung tâm của quận Hà Đông, đi lại rất là thuận tiện. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng khách cùng em nhé. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây. Bên hông của phía phòng khách này, chủ nhà có mở một cái cửa nhỏ ra phía bên ngoài này, cửa ngách này, để tận dụng một cái khoảng không cũng như là tận dụng được cái không gian ở phía bên hông này. Đấy. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp cùng em. Đây chính là căn phòng bếp của ngôi nhà đây. Rất là rộng, sáng, thoải mái luôn mọi người ơi, đây này. Tủ bếp được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Đây, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vòi chậu cũng như là chậu đều được làm bằng chất liệu inox 304, hàng cao cấp nhập khẩu mọi người nhé. Đây này, mọi người có thể quan sát kỹ giùm em. Ở cái căn phòng bếp này thì có một cái cửa sáng, thoáng, rất là thoáng mọi người ạ. Hướng ra phía đằng sau của ngôi nhà, rất là thoáng, mở ra rất là thoáng và có cái ánh sáng vào trong cái căn bếp, phòng bếp này rất là sáng luôn. Phía tầng 1 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ về lavabo cũng như là bồn cầu, vòi rửa, kệ kính. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang của ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ lim mọi người ạ. Cổ trụ, tay trụ, cầm cầu thang đều là bằng gỗ lim. Ở phía tầng 1 của ngôi nhà thì có cái vách gỗ CNC để ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Cầu thang đi lên rất là rộng, mặt bậc cổ bậc đường ốp đá màu đen granite mọi người nhé. Đây này, được ốp đá đen rất là đẹp. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà này thì được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Xin mời mọi người theo em vào phía phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà. Sàn gỗ mọi người nhé. Trên tầng 2 là được ốp sàn gỗ công nghiệp. Đó. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây để lấy sáng vào trong ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led đều đã được thiết kế đầy đủ rồi. Đây, cũng có cái cửa hướng ra cái phần phía cửa ngách ở dưới tầng 1 ý mọi người ạ. Đây này, rất là thoáng. Cửa thông phòng được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Đó.
Mời mọi người hướng sang phía căn phòng ngủ ở bên ngoài thứ hai cùng em. Nhà này thì rất là nhiều cửa mọi người ạ. Đây này, lại một cửa nữa. Ở phía khu vực cầu thang này. Thoáng, vô cùng thoáng luôn. Đây chính là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 2 của ngôi nhà. Cửa sổ đây, rất là thoáng. Được lát toàn bộ trên tầng 2 là được ốp sàn gỗ mọi người nhé. Sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng đây. Tầng 2 của ngôi nhà thì là có một phòng vệ sinh nữa mọi người ơi. Đây chính là phía phòng vệ sinh của ngôi nhà đây. Đều đã được lắp đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh. Bồn cầu, lavabo, vòi rửa, gương. Hệ thống ống chờ, bình nóng lạnh đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Và cái phòng ngủ này thì là được ốp gạch 30-60 lên tận tới trần cơ. Rất là đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là sau này về cái độ chống thấm. Mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em ảnh nhé. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 là gồm 2 phòng ngủ cũng và 1 phòng vệ sinh. Như vậy thì ngôi nhà này hiện tại tính đến tầng 3 là đã có 4 phòng ngủ rồi mọi người nhé. Đây chính là phía phòng ngủ thứ 3 đây. Đó, được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Nhưng mà cái phòng ngủ này thì nó rơi vào khoảng tầm 13-14 mét vuông mọi người nhé. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì thực sự để mà nói rất là thuận tiện. Đi ra cái vị trí đường Quang Trung rất là gần. Rồi là phố xá, rồi chợ búa rất là tiện. Nhà vệ sinh của tầng 3 đây mọi người ạ. Thiết kế tương tự như tầng 2. Đó. Bồn cầu liền khối, lavabo. Phòng ngủ thứ tư đây mọi người ơi. Đây chính là phòng ngủ thứ tư đây. 4 phòng ngủ. Cửa sổ mở ra phía bên ngoài đây. Rất là thoáng. Căn nhà này lại rất là rộng. Rất là gần vị trí, gần trung tâm, gần trường, gần chợ, gần bệnh viện. Đầy đủ mọi cái tiện ích sinh hoạt, mọi người đi lại, đi làm rất là thuận lợi. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em nhé. Cái vị trí của cái căn nhà này thì em nói rồi, nó thuộc cầu Đơ, thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán thì là từ 2 tỷ 8 mọi người nhé. Có thương lượng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Trên phía tầng 4 này là được thiết kế gồm thêm một phòng, 2 phòng mọi người ạ. Đây, trên này là được thiết kế phòng thờ. Đấy, vô cùng rộng luôn. Lên ở trên phía tầng 4 này thì không lát sàn gỗ nữa mà thay vào đó là lát nền gạch mọi người ạ. Gạch màu trắng, vân mây. Lấy sáng trong ngôi nhà. Đây chính là khu vực để máy giặt cũng như là phơi phóng mọi người nhé. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà là được thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Cả nhà, đây có thể là phòng ngủ hoặc là có thể là phòng kho hoặc có thể là phòng trữ đồ. Cái này tùy vào cái mục đích sử dụng cũng như là tùy vào cái chủ nhà mọi người nhé. Đây là theo ý kiến cá nhân của em Ánh thôi. Thì về cái ngôi nhà thì em đã nói rồi, về cái giá bán em cũng nói rồi, thông số nhà em cũng nói rồi. Vậy thì nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, muốn biết để được tư vấn, để được đi xem nhà thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 cả nhà nhá. Nếu như mà mọi người xem video của em thấy hay thì bấm vào like video để có thể ủng hộ cho em, cũng như là bấm đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ ấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.